Các bạn thân mến, để lọc dữ liệu với nhiều điều kiện trong Excel, chúng ta có thể sử dụng chức năng Auto Filter hoặc chức năng Advanced Filter trong Excel. Trước đây, tôi đã hướng dẫn một bài tập tổng hợp về lọc dữ liệu trong Excel bằng chức năng Auto Filter và trong video đó thì có phần lọc dữ liệu với nhiều điều kiện trong Excel. Nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể tham khảo thêm về video này. Link của video đó ở trong phần mô tả bên dưới video này. Việc lọc dữ liệu bằng auto filter khá nhanh và đơn giản. Tuy nhiên, với bài toán có nhiều điều kiện hoặc là các điều kiện phức tạp thì chúng ta nên sử dụng chức năng Advanced Filter. Trên đây ta có một bảng bao gồm các cột ngày tháng, cột khách hàng, sản phẩm và thành tiền. Yêu cầu ta cần phải lọc dữ liệu với nhiều điều kiện như là với điều kiện đầu tiên đây, cả cái bảng này. Điều kiện đó là thành tiền trên 200 và ngày tháng là bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2015 đến ngày 15 tháng 2 năm 2015, tức là nhón bằng đây. Và sản phẩm thì chỉ lọc những sản phẩm là bánh mì. Đây là một bài toán lọc dữ liệu với nhiều điều kiện. Thực chất ở đây là ba điều kiện với ngày tháng là nằm trong cái khoảng từ ngày 15 tháng 1 đến 15 tháng 2. Bây giờ để lọc dữ liệu với nhiều điều kiện trong Excel bằng Advanced Filter, ta kích vào menu data. Trong mục Sort and Filter ta sẽ chọn Advanced. Cửa sổ hiện lên, nếu như các bạn muốn lọc dữ liệu trong sheet này thì ta sẽ chọn cái đầu tiên là Filter the list inflate, và nếu muốn copy sang cái sheet khác thì ta sẽ chọn cái thứ hai là copy này. Thì tôi đã có video hướng dẫn về cách lọc dữ liệu sang sheet khác thì các bạn có thể tham khảo bên dưới video này. Còn cái phần list range đây thì ta sẽ chọn vùng dữ liệu để lọc. Ta sẽ quét chọn toàn bộ bảng dữ liệu của chúng ta và ta nhấn phím Enter để quay lại. Cái mục Criteria Range đây là cái vùng dữ liệu điều kiện. Thì vùng dữ liệu điều kiện ở đây ta sẽ kích vào cái nút lựa chọn vùng dữ liệu này. Sau đó ta quét chọn vùng dữ liệu. Ta quét chọn vùng dữ liệu cả cái bảng này và ta nhấn Enter để quay lại. Một điểm lưu ý đối với vùng điều kiện đó là nếu như các bạn muốn lọc dữ liệu với tất cả các điều kiện cùng thỏa mãn thì ta sẽ để các điều kiện trên cùng một hàng như thế này. Các cái điều kiện này trên cùng một hàng nên là sẽ lọc tất cả những dữ liệu nó thỏa mãn đồng thời tất cả bốn cái điều kiện này. Tức là các điều kiện trên cùng một hàng thì sẽ có quan hệ là and như bên dưới này. Còn nếu như các bạn muốn lọc các điều kiện mà thỏa mãn một trong các điều kiện thì ta nên để khác hàng nhau. Đây ví dụ như là ba hàng như thế này thì là nó sẽ thỏa mãn hoặc là thành tiền lớn 200 hoặc là ngày tháng như thế này và hoặc là sản phẩm là bánh mì. Thì tí nữa ta sẽ đi vào các ví dụ cụ thể thì các bạn sẽ thể quan sát dễ dàng hơn. Ta sẽ ví dụ với trường hợp thứ nhất, ta kích OK để hiện thấy kết quả là ta sẽ được các cái dữ liệu mà có đồng thời thỏa mãn thành tiền lớn 200, ngày tháng là từ ngày 15 tháng 1 cho đến ngày 15 tháng 2 và các sản phẩm là bánh mì. Đây. Bây giờ ta sẽ quay lại ta sang lọc dữ liệu với điều kiện thứ hai, tức là các điều kiện là thỏa mãn một trong ba điều kiện này. Ta vẫn chọn Advanced Filter và mục List lên vẫn vậy rồi. Mục điều kiện ta kích chọn và ta quét chọn lại cái bảng điều kiện của chúng ta. Có một điểm lưu ý đó là các cái tiêu đề của cái bảng điều kiện ta phải để giống như tiêu đề ở trong cái bảng mà ta muốn lọc. Và ở trong cái bảng vùng điều kiện thì các cái điều kiện lọc chúng ta không nhất thiết phải in đậm và tô màu nền như thế này. Để đây tôi làm này để các bạn kịp quan sát thôi. Ta nhấn Enter để quay lại và ta sẽ kích OK để xem cái kết quả lọc ở đây so với kết quả lọc lúc trước nó như thế nào. Chỉ cần thỏa mãn một trong ba điều kiện này thì đã được lọc ra rồi. Nên là các hàng có quan hệ như này là quan hệ O. Nghĩa là chỉ cần thỏa mãn một trong ba điều kiện này là đã được lọc ra rồi. Đấy các bạn quan sát. Ví dụ như có những sản phẩm là thành tiền mặc dù là nhỏ hơn 200, ví dụ đây chẳng hạn, nhưng mà nó lại thỏa mãn điều kiện đó là sản phẩm là bánh mì và ngày tháng ở đây là nhỏ hơn ngày 15 tháng 2 năm 2015. Như vậy là cái việc đọc dữ liệu bằng Advanced Filter thì các bạn lưu ý các điều kiện ở trên các dòng khác nhau thì sẽ cho kết quả khác nhau rất nhiều, nên là cái việc đặt các điều kiện ở trên các hàng như thế nào sẽ là cơ sở để chúng ta giải được và lọc dữ liệu được kết quả đúng. Ta sẽ tiếp tục quay lại và ta sang cái ví dụ thứ ba. Ta vẫn chọn Advanced Filter và ta chọn lọc với cái điều kiện này. Ta sẽ chọn vùng điều kiện là cái vùng này.
thì ở đây hai ô điều kiện ở dòng trên sẽ có quan hệ và hai ô này thì sẽ có quan hệ hoặc với hai ô điều kiện ở dòng dưới, tức là lọc dữ liệu các cái điều kiện thỏa mãn là ngày tháng là lớn hơn 15 tháng 1 năm 2015 và sản phẩm là nướng khô, hoặc là nhỏ hơn 15 tháng 2 và sản phẩm bánh mì, thì ta sẽ lọc sẽ được kết quả như thế này. Đấy. Bây giờ ta sẽ quay lại ta sang cái ví dụ thứ 4. Đây cái ví dụ cuối này. Thì các ví dụ này thì do chúng ta sắp xếp trên cùng một hàng nên là nó sẽ có quan hệ là và, tức là sẽ lọc dữ liệu mà thỏa mãn tất cả các cái điều kiện ở đây sẽ là 1 2 3 4 5 6 điều kiện. Ở đây ta có thể quan sát thấy hai cái điều kiện cuối này là mâu thuẫn với nhau, bởi vì không có sản phẩm nào vừa là nướng khô lại vừa là bánh mì. Do đó ta cũng có thể biết được kết quả lọc, ta vẫn lọc bình thường. Ta chọn vùng dữ liệu là toàn bộ cái vùng này. Và ta nhấn Enter để quay lại, sau đó kích OK để hiển thị kết quả lọc. Ta nhận thấy rằng là kết quả lọc là không có cái sản phẩm nào thỏa mãn điều kiện này cả, bởi vì là cái sản phẩm vừa là lương khô vừa là bánh mì thì sẽ không bao giờ có cả. Đấy, sẽ không tìm được, lọc được. Như vậy, việc lọc dữ liệu với nhiều điều kiện bằng Advanced Filter thì không có gì là phức tạp cả. Tuy nhiên, điều mà chúng ta hay bị sai và nhầm lẫn đó là cái việc chọn các cái bảng biểu điều kiện này là không phù hợp và không đúng. Nên là các bạn lưu ý là trên cùng hàng thì sẽ có quan hệ là AND và khác hàng với nhau thì sẽ có quan hệ là OR. Đây, các bạn lưu ý khi sử dụng Advanced Filter. Các bạn có thể tải file Excel này về thực hành trực tiếp trên máy bằng cách kích vào chữ hiển thị thêm bên dưới video này, phần mô tả tôi có để link tải. Đồng thời trong file Excel các bạn tải về thì tôi có kèm theo các video hướng dẫn khác về Excel, các bạn có thể tham khảo thêm. Cuối cùng, đề nghị các bạn kích vào nút đăng ký dưới video này để theo dõi và đón xem các video hướng dẫn mới nhất từ Đức Huy Lê Channel. Xin chân thành cảm ơn.